viết bản bụi phấn rơi rơi, có hằng bụi nào vương đến mộc giang, có hằng bụi nào vương lên tộc thề. Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạt thêm, bạt thêm vì bụi phấn cho em bài học mai sau lớn lên rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tôi còn thơ. Khi thầy viết bản bụi phấn rơi rơi, có hằng bụi nào rơi trên bục giảng, có hằng bụi nào vương trên tấm thề. Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạt thế, bạt thêm vì bụi phấn cho em bài học hết. Mai sau lắng lên rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạt thế, bạt thêm vì bụi phấn em bài học hơn. Mai sau lắng lên rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Mai sau lắng lên rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Vâng, cảm ơn rất là nhiều ạ.